vua tốc độ Black Mamba hay còn được gọi là sát thủ quan tài đen. Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình đã cất công lặn lội sang châu Phi để mang về cho anh em một sát thủ, đó chính là Black Mamba, loài rắn thuộc nhóm độc nhất thế giới nha anh em. Tử thần đen châu Phi, vua tốc độ, thuộc nhóm rắn độc nhất thế giới, sát thủ quan tài đen vân vân, là những biệt danh mỹ miều mà thiên hạ đặt cho loài rắn độc châu Phi này. Rắn Black Mamba tên khoa học Dendrus pipolilepis hay rắn Mamba đen là loài rắn độc đặc hữu vùng sa mạc Sahara thấp, thuộc họ rắn hổ, sở hữu tuyến nọc độc thuộc nhóm Nezotocin, đặc biệt chứa Dendrotocin, được xếp vào nhóm độc thần kinh mạnh nhất thế giới. Một vết cắn của rắn Mamba có thể khiến một người trưởng thành khỏe mạnh chết trong 45 phút nếu không được điều trị, chết trong 7 đến 15 giờ nếu không điều trị tích cực. Mà ngoại hình trông có vẻ là chẳng hề liên quan gì đến rắn độc, dân gian quan niệm rắn độc là phải mắt mèo, đầu tam giác vân vân, còn ông tướng Black Mamba lại đầu vuông, mắt tròn ngây thơ. Mình đã thử lấy hình ảnh con Black Mamba ra đố mấy ông quê mình rắn độc hay không độc, trả lời sai bét hết. Không chỉ rắn Mamba đen, còn rất rất nhiều loài rắn độc khác không có đặc điểm nhận dạng như dân gian, nó chỉ đúng với đa số loài thuộc họ rắn lục vai bơ thôi. Chú ý rằng Mamba là một chi rắn nên là còn rất nhiều loài rắn Mamba khác các bạn tự tìm hiểu nhé. Ở đây chúng ta đang nói đến Black Mamba đó các bạn. Ý nghĩa màu sắc trong tên gọi, Black màu đen không phải mô tả màu sắc của vảy như nhiều loài rắn khác. Loài này được đặt tên theo màu sắc vòm miệng, đây cũng là điểm độc đáo mà hiếm loài nào có được, đa số các loài đều có vòm miệng đỏ hồng. Vảy cơ thể của Black Mamba có màu xám khói, nhiều người thường nhầm lẫn các loài rắn có màu đen cơ thể là Black Mamba, ví dụ rắn King Mexico đen, rắn Indigo phương Đông, rắn hổ hành. Black Mamba có hung hăng như lời đồn đại không? Với tập tính sinh sống chủ yếu dưới mặt đất ít khi lên cây và là loài rắn dài nhất châu Phi, thứ nhì thế giới sau King Cobra, rắn Mamba đen trở thành nỗi khiếp sợ khi giáp mặt con người. Người dân châu Phi thường kể lại những lần bị Black Mamba đuổi với tốc độ cao, hay là những trường hợp bị cắn liên tiếp và tử vong. Thật ra cũng như bao loài rắn và động vật nói chung, Black Mamba rất sợ con người, thậm chí còn rất nhát gan, nhưng càng nhát thì càng hung hăng nếu bị xâm phạm lãnh thổ, nhất là khi bị đe dọa đến tính mạng, con người cố tình bắt, tiếp xúc và gây nguy hiểm cho rắn. Trong phạm vi 40m, Black Mamba nhanh chóng nhận ra nguy hiểm và vươn cao người đe dọa, cổ phồng bạnh như hổ mang, đá lưỡi, đôi khi có tiếng rít nhẹ. Và khi giáp mặt kẻ thù ở khoảng cách gần, Black Mamba sẵn sàng tự vệ bằng cách tung người với tốc độ cực nhanh, có thể cắn nhiều nhát. Tốc độ của Black Mamba được xác định là nhanh nhất thế giới loài rắn, trung bình 11 km/h, có trường hợp lên đến 16 km/h, tuy nhiên chỉ trong phạm vi ngắn. Vì vậy khi chạy thi với Black Mamba chúng ta vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Tay bóng rổ nhà nghề Coxian 1978-2020 được mệnh danh là Black Mamba. Đặc điểm của loài rắn này rất giống phong cách thi đấu của anh. Cop đã qua đời ngày 26 tháng 1 năm 2020 trong một vụ tai nạn máy bay, để lại sự tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ. Ok, đến đây thì video đã kết thúc rồi. Anh em có muốn một lần chạy đua với con rắn này không? Hãy để bình luận bên dưới nếu muốn tụi mình làm về loài nào khác nữa nhé. Nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ bọn tớ có thêm tinh thần gia vi cho anh em xem nhé. Bye bye!